Xin chào cả nhà. Thêm một căn nhà phố đẹp lung linh nữa vừa mới được hoàn tất trong tối ngày hôm qua. Thì hôm nay Bất Động Sản Hồng Phát sẽ tới để review tới quý cô chú anh chị khách hàng nha. Phân khúc giá là 3 tỷ 595 triệu. Còn thương lượng và hỗ trợ khách cần vay thêm vốn ngân hàng. Căn nhà này thì tọa lạc ngay tại thế hẻm 3,5m, hẻm rộng rãi thoáng mát, hẻm cụt an ninh luôn nha mọi người. Khu dân cư ở ổn định, không quy hoạch, không lộ giới. Căn nhà với diện tích chiều ngang là 3,5m rộng rãi này, chiều sâu của căn nhà là 8m với kết cấu một trệt, một lầu và được gia chủ thiết kế full toàn bộ nội thất cao cấp rồi nha mọi người, từ các trang thiết bị điện tử, điện lạnh này. Wow, toàn là những cái thiết bị mới keng beng luôn. Đẹp, sang, xịn. Chiếc ban công rất là rộng rãi luôn mọi người. Chiếc ban công lấy sáng, lấy gió, thoáng mát vô cùng luôn. Ngay tại ban công này thì mình cũng sẽ có một cái lối đi lên khi mà những cái lúc cần thiết lên phía trên bồn nước ha. Thì thợ cần thì họ có thể có cái lối đi lên ở đây. Phòng ngủ hướng phía ngoài ban công với full nội thất cao cấp. Mỗi phòng ngủ thì mình sẽ có diện tích khoảng 15m² và toilet được bố trí giữa hai phòng. Có bậc tam cấp đi lên, rất là sạch sẽ và toilet rộng rãi luôn nha. Phòng ngủ phía bên trong này thì mình cũng có cửa sổ để lấy sáng mọi người này. Cửa sổ lấy sáng, hệ thống gương soi, bàn trang điểm, tủ đồ, máy lạnh. Đúng nghĩa là việc xách vali vào ở thôi, không cần phải mua sắm gì thêm nữa.